Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó có việc tiêu thụ nông sản của người nông dân. Để vượt qua khó khăn, nhiều hộ nông dân đã và đang nhanh chóng tổ chức lại sản xuất, thay đổi phương thức kinh doanh để thích ứng với dịch, tạo cơ hội phát triển. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, phấn khởi khi có được một vụ cam lòng vàng được mùa, được giá. Trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không có thương lái đến thu mua như mọi năm, hầu hết các hộ trồng loại cam này chỉ bán với giá từ 10 đến 13.000 đồng 1 kg, thì anh Mạnh bán buôn cả vườn với giá 17 và 22.000 đồng 1 kg. Kết quả này, một phần nhờ anh thường xuyên quảng bá sản phẩm cam của mình trên mạng xã hội. Trong các cái video mà tôi phát lên ấy, thì tôi cũng cho bà con thấy được là tôi làm theo cái quy trình của Việt Gáp, làm sao đảm bảo cái chất lượng sạch đưa đến bà con người tiêu dùng. Với thâm niên hơn 10 năm trồng đào Tết, anh Phạm Văn Huy ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên hiểu rằng muốn tiếp cận được với nhiều khách hàng và giữ chân khách thì bên cạnh việc chăm sóc để đào nở đẹp, rạng rỡ đúng dịp Tết, việc tạo dáng thế của cây đào cũng phải luôn thay đổi để khách hàng có nhiều lựa chọn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, anh Huy tập trung nhiều hơn đến những loại cây nhỏ, mức giá vừa phải và tăng cường quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Vườn đào tôi thì vẫn tiêu thụ rất tốt, khách hàng chơi nó nhiều năm rồi người ta vẫn tìm đến. Và cái nguồn tiêu thụ của tôi thì nói chung là nó cũng rộng rãi lắm, nên là nó có rẻ hơn mỗi năm. Nhưng mà sức bán cũng rất là ổn định. Năm nào tôi cũng ra tôi mua vườn của anh Huy, có nhiều cái thế đẹp, đáng cổ tôi rất là thích. Anh chăm sóc cho hoa đẹp bền, giá cả nó cũng hợp lý. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội, nhiều hộ dân và hợp tác xã nông nghiệp cũng đã tìm cách đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ bằng hình thức trực tuyến. Sự chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã và đang giúp họ tìm kiếm được đầu ra ổn định, từng bước phục hồi kinh tế và mang lại giá trị cao hơn.